Xin chào các bạn, chào mừng quay trở lại kênh Thủy Máy Tính. Trong video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn dán kính cường lực con máy Samsung Z3 Pro. Đây, ta sẽ mua cái cường lực về. Trước tiên mua về nhá, mua về đây. Ta sẽ cho hai miếng để vệ sinh. Trước tiên thì ta sẽ vệ sinh cái bằng cái số 1 trước. Là miếng số 1, là miếng ướt. Ta sẽ vệ sinh bề mặt. Nếu các bạn có kính cường lực cũ thì các bạn bóc ra nhé. Ở đây là hết rồi. Rồi cái này bị khô rồi. Mình sẽ mở cái mới. Ta sẽ mở cái số 1 ra. Miếng này nó là ướt nhé. Thôi thì các bạn lấy cái rẻ mềm, cái vải mềm các bạn lau cũng được. Rồi bây giờ ta sẽ sử dụng cái miếng thứ hai, miếng khô. Miếng này là miếng khô nhé. Không, các bạn sử dụng rẻ khô mềm, vải mềm khô cũng được. Rồi bây giờ ta sẽ bắt đầu lau. Lau khô mà không có được, vẫn không hết bẩn, vẫn còn cái vết bụi đấy, các bạn dùng cái này chấm chấm ra bụi. Rồi ok. Bây giờ ta sẽ ướm nhé. Ướm qua một lượt đã nhé. Rồi nó vừa. Bây giờ ta sẽ bóc cái đầu trên này. Bóc cái đầu trên này. Để ta bụi để vào. Bóc đầu trên nhé. Biết là bên trong và bên ngoài vẫn miếng. À bên ngoài đó. Vậy là mình vừa hướng dẫn các bạn là thực hiện dán cường lực của máy Z3 Pro thành công. Chúc bạn thành công. Các bạn nhớ like, chia sẻ video, đăng ký kênh của mình nhé. Chào bạn.